Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với cái chuỗi video nói về website của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là thiết kế website nội thất dành cho các anh chị đang kinh doanh hay hoạt động trong lĩnh vực nội thất. Thì về website nội thất thì nó có hai loại website, đó là website về giới thiệu dịch vụ lắp đặt nội thất và website kinh doanh các thiết bị nội thất. Thì hai cái lĩnh vực này thì nó khác nhau. Thứ nhất là về thiết kế nội thất và bao gồm trọn gói là thiết kế rồi sản xuất rồi lắp đặt nội thất cho khách hàng. Còn một loại nữa thì đơn giản hơn, đó là thiết kế website bán hàng sản phẩm về nội thất. Thì đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề luôn là khi mà các anh chị quan tâm đến việc thiết kế website nội thất thì anh chị phải hiểu được làm thế nào để mà website xuất hiện trên Google và tiếp cận với khách hàng bằng những cái từ khóa như như các anh chị thấy ở trên đây. Thì các anh chị thấy là ở trên màn hình là ở trong một cái giao diện quảng cáo AdWords thì Google sẽ cung cấp các cái thông tin về từ khóa, cái số lượng tìm kiếm từ khóa trong mỗi tháng tại Việt Nam. Ví dụ như từ khóa nội thất này thì có 33.100 lượt tìm kiếm một tháng. Đó, rồi thiết kế nội thất là 27.100 và nó có cái giá chạy quảng cáo là cái giá chạy quảng cáo là ở cái mức thấp ấy, là giá nó 3.900 trên một click chuột và 10.000 trên một click chuột. Cũng tương tự như vậy, các anh chị sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái từ khóa mà khách hàng họ lên Google họ tìm, ví dụ như phòng ngủ đẹp, phòng khách đẹp, thiết kế nội thất chung cư, nội thất phòng ngủ, nội thất phòng khách, nội thất thông minh, rồi thi công nội thất, đồ gỗ, nội thất, ốc chó gì đây nhỉ. Đó, thì từ những từ khóa này mà các anh chị cần phải thiết kế một website và viết cái nội dung liên quan tới những cái từ khóa này, kiểu như là website sẽ hướng tới nội dung của những từ khóa này thì website lâu ngày sẽ xuất hiện trên top Google và anh chị cũng có thể là chạy quảng cáo cái cặp từ khóa này để cho website của mình xuất hiện trên Google và chúng ta sẽ tiếp cận được khách hàng tiềm năng là những người đang tìm kiếm cái sản phẩm mà họ nội thất mà họ đang cần mua. Về quay lại với cái từ khóa về thiết kế website nội thất thì khi mà thiết kế website nội thất thì các anh chị đa phần là các doanh nghiệp lớn và cửa hàng lớn, các anh chị phải đầu tư một website có cái tuổi đời là phải phát triển từ 5 năm đến tới 10 năm. Chứ một website không thể nào mà nó lên top Google trong vài vài tháng được. Ví dụ như khi các anh chị thơ một công ty thiết kế SEO để họ SEO website lên Google xong thì tất nhiên là trong cái quá trình mà SEO xong rồi các anh chị vẫn phải trả phí cho họ để họ duy trì thứ hạng ở trên Google, chứ không thì nó cũng rớt thứ hạng và nó website mình nó sẽ bị mất. Bởi vì các anh chị biết là trên môi trường Google là một môi trường cạnh tranh luôn luôn động, nó luôn luôn xuất hiện những đối thủ mới và những đối thủ cũ họ luôn luôn phát triển website của họ lên để đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng. Thì khi mà chúng ta làm một thiết kế một website nội thất thì chúng ta đăng sản phẩm, đăng những cái dịch vụ, những cái gói dịch vụ mà bên mình có và tối ưu website của mình nó chạy, nó hiển thị rõ trên thiết bị di động, thiết bị tablet, thiết bị PC và chạy trên các được trên các trình duyệt, ví dụ dịch Chrome, Safari, Internet Explorer và rất là nhiều những trình duyệt khác. Bên cạnh đó thì website cần phải có đầy đủ chức năng bán hàng, chữ website cần phải có độ bảo mật SSL và tốc độ website nằm trong khoảng từ 5 cho tới 10, từ 90 tới 100 trong cái thang đo của công cụ Google. Thì quay lại với việc là chúng ta phải hiểu Google nó hoạt động như thế nào. Google nó là một cái công cụ tìm kiếm, nó là bao gồm một hệ thống máy chủ trên toàn cầu, nó viết ra bằng các cái ngôn ngữ, cái giao diện website Google ở trong máy chủ nó sẽ viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chuyên sâu, và các ngôn ngữ chuyên sâu về máy tính. Nó sẽ đi vào các website của mình, sau khi mình thành lập nó sẽ thu thập nội dung, và nó thu thập nội dung thì nó sẽ điều tra và giám sát cái website của mình. Ví dụ nó sẽ theo dõi là website của mình lại có bao nhiêu bài viết, có bao nhiêu sản phẩm và những cái bài viết và sản phẩm đó đang hướng tới những cái nội dung và từ khóa nào, và sau đó nó theo dõi người dùng
nó thấy người dùng là vào website của mình ở lại thời gian bao lâu, và họ có lên chuột đi xuống hay không, họ có tiến hành mua hàng hay không, thì nó theo dõi hết những việc đó và nó bắt đầu nó đánh giá và nó so sánh website của mình với lại website của đối thủ. Khi mà điểm số chất lượng website của mình nó cao hơn của đối thủ thì website của mình nó luôn luôn có thứ hạng cao hơn ở trên Google. Thì đó là về Google. Thì tương tự vậy, bên cạnh đó thì các công cụ tìm kiếm khác mà chúng ta cũng cần quan tâm để chúng ta hướng tới một lượng khách hàng nhỏ như là công cụ tìm kiếm Bing hoặc là Yahoo. Thì cái công cụ tìm kiếm đó nhỏ nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại có chứa một lượng khách hàng khá lớn. Chúng ta cũng cần hướng tới những khách hàng đó và tối ưu. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều hình thức marketing trên online khác nữa ngoài Google. Đó là các bạn quay video nói về sản phẩm, dịch vụ, nói về tất cả các thứ, về những bài thuyết trình, nói về cái dịch vụ mà các bạn đang kinh doanh. Ở đây là nội thất, lên trên YouTube hoặc là đăng lên trên các cái trang mạng như là Instagram hoặc là Facebook hoặc là Twitter và các cái phần mềm như là TikTok. Đó là những cách mà chúng ta marketing. Thì những cái kênh truyền thông khác thì đa phần chúng ta cần phải, những cái kênh truyền thông khác ngoài website thì đa phần là chúng ta cần phải gắn cái đường link của website lên các cái trang mạng đó để chúng ta đưa một cái lượng link trở về website, người ta gọi đó là backlink. Và nếu là bạn là một cái doanh nghiệp lớn và chuyên sản xuất nội thất thì chắc chắn các bạn sẽ phải trả chi phí để backlink về từ các website lớn và các tờ báo lớn như là báo Thanh Niên, báo Dân Trí và các cái trang mạng như là Tinh Tế và các cái trang báo khác nữa. Chúng ta backlink về website của mình để tăng cái lượt view website, từ đó nó sẽ tăng cái thứ hạng của website trên Google. Rồi thì đó là mình vừa mới nói như vậy. Thì khi mà website đã lên tốt Google rồi, các bạn sẽ có được nguồn khách hàng khá là ổn định. Như trong khi mà trải qua cái đợt dịch vừa rồi đó, thì chúng ta thấy là các cái công ty về họ đã làm quen lâu năm với lại trên cái mạng internet và họ đã có website, có khách hàng online, thì hầu như cái ảnh hưởng về dịch của họ là cũng thấp, chứ không có phải như những cái công ty khác mà lâu nay cứ phụ thuộc vào cái nguồn khách hàng truyền thống. Họ đã có lượng khách hàng online thì họ sẽ ít được rủi ro hơn. Cho nên hôm nay các bạn còn phải đầu tư một cái website nếu mà các bạn chưa có. Rồi thì các bạn đã hiểu về marketing sơ bộ, marketing bán hàng online. Và tiếp theo thì chắc chắn là các bạn sẽ phải biết về website để mà phòng trường hợp mà các bạn đi thuê mướn một công ty thiết kế website họ thiết kế cho mình. Thì về web thì nó sẽ được cấu tạo từ ba cái thành phần chính, đó là tên miền, máy chủ và code website. Thì trong video này thì mình sẽ nói code website WordPress và mình sẽ đi vào cái phần mà tên miền. Thì tên miền thì nó lịch sử hình thành của nó xuất phát từ đâu và tại sao nó lại có tên miền. Từ cái thời buổi sơ khai của internet nó hình thành thì người ta thiết kế web trên một máy chủ, nó là một cái máy tính. Và cái máy tính nó được kết nối internet, cho nên một cái người nào đó ở một cái nơi nào đó xa hơn, họ truy cập vào cái địa chỉ IP của cái máy tính đó và họ sẽ truy cập được vào website. Nhưng mà website thì nếu mà chúng ta truy cập bằng IP như vậy thì nó sẽ rất khó trong cái việc mà quảng cáo marketing. Ví dụ mình không thể nào mà mình giới thiệu cho khách hàng là khách hàng nên truy cập vào website của mình là với cái mã IP là 112567. Thì cái việc làm như vậy thì nó sẽ phản tác dụng của marketing, cho nên người ta mới sáng tạo ra một tên miền. Lúc đầu thì tên miền nó hình thành chỉ có tên miền.com, người ta sáng tạo nó ra tên miền.com, sau đó người ta sáng tạo những tên miền khác để mà bù đắp vào cái thiếu hụt đó. Và về cái tên miền thì nó có rất là nhiều những loại tên miền khác nhau, nhưng về cơ bản về thành phần cấu tạo của nó thì nó hoạt động giống nhau 100%. Rồi thì chúng ta vừa mới như vậy thì người ta đã thay thế cái địa chỉ IP. Ví dụ như chúng ta còn truy cập một website đó tên là Google, thì chúng ta gõ lên cái thanh URL của trình duyệt này với chủ đề google.com, thì ngay lập tức cái trình duyệt này nó sẽ đi đến cái hệ thống máy chủ DNS, nó sẽ hỏi cái hệ thống máy chủ DNS toàn cầu là cái website có tên là google.com này nó nằm trên máy chủ có IP là bao nhiêu,
thì cái máy hệ thống DNS nó sẽ trả lời là cái IP đó của Google ở dưới máy chủ là 1.1.2.3.4 rồi đó. Sau đó cái trình duyệt nó sẽ chạy tới cái máy chủ đó và nó lấy dữ liệu website và nó xuất hiện cho các bạn thấy ở trên màn hình. Thì cũng liên quan tới cái việc mà về tên miền thì chúng ta sẽ thấy là nó được bao gồm được hai thành phần, đó là tên miền, phần trước tên miền và phần sau tên miền. Thì bên cạnh đó thì có một câu hỏi là các anh chị có nói là các tự mua tên miền rồi không? Thì chắc chắn rồi, các anh chị có thể tự mua tên miền, mà số lượng tên miền các anh chị mua theo ý của mình là vô hạn, không muốn mua bao nhiêu cũng được. Và các anh chị có thể mua tên miền tại các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước. Ở trong nước thì ví dụ như là Nhân Hòa, Mắt Bảo. Ở nước ngoài thì có GoDaddy hoặc là Namecheap. Về ưu nhược điểm của các công ty trong nước và ngoài nước, đó là về ưu điểm thì các công ty trong nước thì họ là người Việt, cho nên khi chúng ta cần hỗ trợ gì đó thì họ rất là dễ dàng mà chúng ta tiếp cận hỗ trợ. Và về nhược điểm, họ là giá thành cao hơn, họ giao diện quản lý tên miền của họ nó cũng khó nhìn hơn một chút xíu, và về thời gian cập nhật DNS của họ cũng chậm hơn so với các công ty nước ngoài, giá thành của họ cũng cao hơn. Về các công ty nước ngoài thì đa phần là họ là những công ty, những người nước ngoài, người nói bằng tiếng Anh, cho nên khi chúng ta hỗ trợ, cần hỗ trợ gì thì chắc chắn là rất là khó. Nhưng mà các bạn yên tâm là trong suốt quá trình chúng ta sử dụng tên miền, hầu như chúng ta không có nhờ sự hỗ trợ từ họ. Và giá thành của họ thì rẻ hơn, nhưng mà họ lại không có cung cấp tên miền.vn. Và họ có những chương trình và khuyến mãi quanh năm, và thời gian cập nhật DNS của họ khá là nhanh, và giao diện quản lý tên miền của họ là khá là chuyên nghiệp, dễ sử dụng. Và cũng có một câu hỏi là các anh chị thường hỏi là làm thế nào mà để mà chọn mua một cái tên miền đẹp. Thì để mua một cái tên miền đẹp thì các anh chị cần phải có phải biết được những cái yếu tố sau. Ví dụ như là khi các anh chị đăng ký thành lập doanh nghiệp thì các anh chị phải kiểm tra cái tên doanh nghiệp đó có còn tồn tại hay không. Và tiếp theo là kiểm tra cái tên miền mà các anh chị cần mua là nó còn hay không. Nếu còn rồi các anh chị sẽ tập hợp nó lại trên một cái danh sách, sau đó các anh chị lựa chọn ra các tên miền nào mà các anh chị thích và các anh chị muốn mua. Thì đó là về tên miền. Thì tên miền thì cái yếu tố thứ hai mà để mà quyết định tên miền đẹp hay xấu đó là nó ít hơn hoặc bằng số ký tự, và nó dễ đọc dễ nhớ, và khi nó phát âm thì nó không mang nghĩa tiêu cực. Và cái phần mà tên miền thì chúng ta có thể mua tên miền, thì khi mà chúng ta mua tên miền xong thì chúng ta phải tiến hành trỏ tên miền, tức nghĩa là gắn cái tên miền với lại cái máy chủ của mình. Và tiếp theo thì các anh chị cũng cần phải biết đó là về máy chủ. Thì máy chủ đó là gì? Máy chủ thì nó là một cái máy tính được kết nối với Internet, thì nó hoạt động không ngừng nghỉ ngày đêm. Thì nó được các công ty máy chủ, ví dụ như trên màn hình các bạn thấy là công ty AZDZ, đây là một công ty mà mình đã sử dụng rất là lâu năm. Thì khi mà chúng ta tiến hành mua máy chủ thì chúng ta thấy nó có các gói máy chủ là từ giá thấp cho tới giá cao. Thì chúng ta tiến hành mua thì máy chủ thì thường là nó đã bao gồm các cái nó có cái cấu hình, ví dụ như là về ổ cứng, thì nó bao gồm là dung lượng, rồi CPU, RAM, và cái SSL domain là số website trên cái máy chủ này. Thì ở cái máy chủ này nó chỉ chứa một website thôi, còn cái này nó chứa được hai website, cái này chứa được ba website. Và khi mà chúng ta mua máy chủ thì chúng ta nên sử dụng cái ổ cứng SSD thay cho cái ổ cứng HDD, bởi vì cái ổ cứng SSD là một ổ cứng công nghệ mới, nó ổn định hơn, tốc độ của nó cao hơn. Thì máy chủ thì nó có dung lượng lớn nhỏ khác nhau. Khi mà chúng ta mua các cái máy chủ có dung lượng càng lớn thì tốc độ của nó càng cao.
Thì khi mà chúng ta mua máy chủ thì chúng ta cũng có thể mua máy chủ các công ty trong nước và ngoài nước. Nhưng mà lưu ý là khi mà chúng ta mua máy chủ mà website phục vụ cho người Việt Nam thì chúng ta nên đặt là ở tại Việt Nam, không nên mua máy chủ tại đặt tại các cái quốc gia khác. Vì đường truyền internet giữa Việt Nam và quốc tế nó bị chặn, cho nên nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta mua máy chủ đặt tại nước ngoài thì chắc chắn là chúng ta bỏ đi, không sử dụng được rồi, tốc độ nó rất là chậm. Rồi thì về đó là về máy chủ. Thì chuyển sang về cái phần code website. Thì ở đây là tại sao lại chúng ta lại sử dụng WordPress? Bởi vì WordPress nó có cái ưu điểm khác nhau. Ví dụ như là nó có thể tạo ra các website chuyên nghiệp, thời gian ngắn, tạo một website với thời gian ngắn, đẹp và nó đầy đủ chức năng bởi cái các hệ thống plugin của nó. Thì WordPress thì nó lịch sử phát triển WordPress thì nó mới ra đời từ rất sớm và nó được phát triển bởi các cái lập trình viên người Mỹ, rồi sau đó nó được công ty Automatic người ta mua lại, rồi sau đó người ta phát triển nó lên và trở thành một bộ code phổ biến hiện nay. Thì nhiều người họ nghi ngờ, họ nói là tại sao WordPress nó lại được phổ biến như vậy mà nó miễn phí, thì nó có một cái âm mưu gì hay không? Thì thực ra thì cũng không có âm mưu gì cả. Thì công ty WordPress này người ta to ra cho phát triển bộ code này cho sử dụng, tải về sử dụng miễn phí, rồi họ quảng bá cái bộ code này, từ đó họ có nhiều cái hình thức thu lợi từ lượng traffic trên website wordpress.com, và họ thu lợi từ việc quảng cáo các cái nhà, từ các plugin và thêm từ các nhà phát triển để người ta thu lợi về. Thì về WordPress thì hiện tại nó chiếm 33 tổng tổng lượng website toàn cầu, và nó được các tờ báo lớn, được các công ty tập đoàn lớn người ta sử dụng WordPress rất là nhiều trong mục đích thiết kế website, và các công ty thiết kế website thì họ sử dụng rất là nhiều. Cho nên khi mà chúng ta cần một đối tác thiết kế web, cần một đối tác website thì chúng ta chỉ việc mua chỉ cần một đối tác thiết kế website chúng ta sẽ tìm kiếm rất là dễ dàng. Còn mà bởi vì thực ra thì code website thì nó có rất là nhiều những cái bộ code khác nhau, từ các cá nhân, các doanh nghiệp người ta thiết kế website người ta tạo ra để phục vụ cho khách hàng. Thì nếu mà chúng ta sử dụng những bộ code đó, những bộ code mà do cá nhân và công ty người ta phát triển á, thì khi mà chúng ta cần một cái, chúng ta không làm việc với công ty cũ nữa và chúng ta tìm kiếm một đối tác mới thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, bởi vì các đối tác mới người ta phải bỏ thời gian ra, người ta tìm hiểu, người ta đọc code, người ta viết lại code, người ta chỉnh sửa nó, nên thành ra nó khó khăn như vậy. Rồi thì về giá thành của WordPress thì nó rẻ bằng 1 phần 10 so với những cái bộ code khác. Rồi thì như vậy là chúng ta vừa mới nói về WordPress. Thì trong video này thì mình sẽ quay quanh về vấn đề WordPress thôi, mình không nói về những chủ đề khác. Rồi tiếp theo thì mình nói về để có thể nào là tạo từ bản thân các bạn tạo một website bán hàng nội thất trên trình của đỡ các bạn kinh doanh hay không. Thì chứng tỏ là mình làm video này thì mình có hướng dẫn các bạn là thiết kế một website nội thất để kinh doanh bán hàng. Thì ở cái website đó thì nó xuất hiện các cái sản phẩm ở trên trang chủ, và nó có tên công ty hoặc là logo ở đây, có menu, có giỏ mua hàng. Một website đơn giản cái này để cho tất cả các bạn ai cũng có thể làm được. Bởi vì khi chúng ta nói về thiết kế website thì chắc chắn nó là đây là một cái lĩnh vực rất là rộng, nó đòi hỏi về các bạn phải học những kiến thức của lập trình, những cái trải qua kinh nghiệm làm việc thì các bạn mới làm được, chứ còn tay ngang vào thì các bạn sẽ không làm được. Thì để mà tự thiết kế website thì các bạn cần truy cập vào website WordPress GoDaddy để mà mua một cái tên miền. Thì chúng ta mua tên miền tại công ty GoDaddy này, rồi sau đó chúng ta tiến hành mua máy chủ tại công ty AZDG. Thì để mua xong rồi, khi mà mua máy chủ tại công ty AZDG thì chúng ta có một cái phần mà chúng ta cần lưu ý. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có ba, khi mà chúng ta mua máy chủ thì nó có ba cái lựa chọn, đó là đăng ký tên miền mới, chuyển tên miền về, đổi tôi đã có miền và sẽ tự cập nhật DNS.
Thì cái phần đầu tiên nó dành cho các bạn, những các bạn nào chưa có tên miền và muốn mua tên miền và máy chủ tại công ty AZG thì các bạn lựa chọn số 1. Lựa chọn thứ hai là dành cho các bạn là muốn có đang có tên miền sử dụng tại mỗi công ty khác, ví dụ như GoDaddy, và các bạn muốn chuyển cái sự quản lý từ công ty GoDaddy về AZG thì các bạn lựa chọn số 2. Còn các bạn lựa chọn số 3 là các bạn sử dụng tên miền tại GoDaddy và sử dụng máy chủ tại AZG thì các bạn lựa chọn số 3. Sau khi mà mua tên miền và máy chủ xong thì các bạn đăng nhập vào cái giao diện quản lý máy chủ của công ty AZG mà các bạn đã mua. Các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn cài WordPress. Thì ở trong phần script của App Installer, các bạn bấm vào WordPress. Sau đó các bạn bấm cài đặt now. Rồi trải qua một vài bước thì mình hy vọng là các bạn sẽ cài đặt được. Thì trong cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế website WordPress trên máy tính của mình. Mình sử dụng phần mềm có tên là SAM Control Panel. Cái phần mềm này thì nó cho phép chúng ta thiết kế một website trên máy tính của mình. Thì nó sau đó chúng ta đưa cái website từ máy tính của mình lên, copy nó lên trên máy chủ thật và để nó chạy ở trên đó. Rồi thì chúng ta sẽ, các bạn muốn cài đặt phần mềm SAM này thì các bạn cần truy cập vào website Apache Friend. Ở đây chúng ta sẽ có các phiên bản cho họ điều hành Windows, họ điều hành Linux và Mac OS, OS X. Rồi sau đó chúng ta tải các cái bản này về. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bản có PHP càng lớn thì tốc độ càng nhanh, độ bảo mật càng lớn và ít xảy ra lỗi, thì chúng ta tải về. Sau đó chúng ta tiến hành cài đặt các cái bước đơn giản, chúng ta giữ nguyên các cái thành phần cài đặt thì chúng ta sẽ SAM sẽ mở lên một cái giao diện quản lý SAM như thế này. Và chúng ta tải cái dòng Apache và MySQL, chúng ta bấm vào cái nút chạy ở đây. Sau đó nó sẽ xuất hiện màu xanh như thế này thì chứng tỏ đã chạy thành công. Rồi thì khi mà chúng ta bấm chạy như này thành công xong, chúng ta sẽ mở bấm vào cái admin của dòng MySQL. Chúng ta truy cập vào cái giao diện là PHP MyAdmin. Thì tại đây chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách là chúng ta bấm vào cơ sở dữ liệu. Tại cái dòng mà tên cơ sở dữ liệu chúng ta nhập cái tên có tên là WordPress. Ở đây. Rồi sau đó chúng ta cái dòng code này chúng ta chọn là UTF-8. UTF-8 General CI. Chúng ta bấm tạo. Rồi sau khi bấm tạo xong thì chúng ta sẽ truy cập vào đường link ở trên URL một trình duyệt Chrome. Có đường link là localhost WordPress. Sau đó chúng ta sẽ truy cập vào một cái giao diện cài đặt WordPress, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành cài đặt WordPress. Thì ở trên giao diện cài đặt WordPress thì có hai nội dung mà các bạn cần phải cung cấp cho trong quá trình cài đặt, đó là database và user. Thì ở database thì chúng ta nhập database có tên là WordPress mà chúng ta vừa tạo bước này, và user thì chúng ta sẽ nhập cái tên user là root, và password thì chúng ta xóa, chúng ta bỏ trống đi. Rồi thì sau khi qua bước mà cung cấp thông tin database thì chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin, chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin user. Thì ở cái thông tin user thì chúng ta đặt cái tên user và password khó nhớ, và user thì chúng ta tránh đặt tên là admin, bởi vì tên admin thì rất là dễ bị hack. Rồi thì chúng ta vừa, nếu mà cài đặt thành công thì chúng ta sẽ truy cập vào một phía dưới là nó có cái giao diện web như thế này, nó sẽ có khác với mình. Và phía trên này nó sẽ có một cái thanh màu đen thì chứng tỏ chúng ta đã đăng nhập thành công vào giao diện admin của website. Sau đó chúng ta đi vào, bấm vào cái logo của WordPress. Rồi ở tại đây chúng ta sẽ thấy có một cái thanh menu bên tay trái như thế này. Rồi chúng ta sẽ thấy có một thanh menu bên tay trái như thế này. Rồi tại đây chúng ta sẽ làm đi thẳng vào cài thêm.
Nếu các bạn muốn cài một cái theme giống mình thì các bạn vào giao diện, các bạn vào để cài đặt theme. Để cài mới cái theme giống như mình, các bạn nhớ cái tên của theme là Shop Excel. Để cài mới, chúng ta vào theme mới. Rồi chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ tìm cái tên theme mà chúng ta cần cài. Tên theme là Shop Excel. Chúng ta đã nhập đúng tên thì nó mới ra kết quả, còn nếu mà chúng ta nhập sai tên thì rất là khó ra. Đây, khi mà nó xuất hiện cái theme mà chúng ta cần cài, chúng ta bấm cài đặt và kích hoạt nó lên. Về cái phần theme thì mình giới thiệu và khuyên các bạn là nên mua cái theme Flashsome để mà thiết kế website. Thì cái theme này chúng ta sẽ mua tại cái trang là Theme Forest với cái giá 59 đô. Thì chúng ta về, chúng ta tải về, rồi sau đó chúng ta vào cái phần giao diện, chúng ta bấm tải giao diện lên, sau đó chúng ta bấm cài đặt. Rồi sau khi cài thêm xong, chúng ta sẽ cài các plugin cần thiết cho website. Thì chúng ta vào plugin. Rồi tại đây chúng ta sẽ cài các plugin có tên là AMP. Đây là một plugin tăng tốc website trên thiết bị di động do Google phát triển. Custom Contact là tạo cái nút gọi nhấp nháy ở góc bên tay trái màn hình. Contact Form 7 là tạo các form liên hệ cho website. Sidekick là kết nối website với các công cụ của Google như là Google Console, Google Analytics, Google Tag. Top Tool là tạo ghi góc chat ở góc phải màn hình. Google Merge là tạo chức năng bán hàng. Supercache là tăng tốc website trên bằng công nghệ cache. Yoast SEO là hỗ trợ việc SEO website. Để cài mới plugin, chúng ta vào cài mới. Tại cái ô tìm kiếm này, chúng ta sẽ tìm kiếm các cái plugin cần thiết mà mình chúng ta cần cài. Ví dụ như mình muốn cài plugin AMP thì mình sẽ gõ AMP. Rồi sau đó chúng ta bấm cài đặt và kích hoạt plugin lên thì chúng ta cài đặt plugin thành công. Thì cũng tương tự như thêm thì chúng ta có thể mua các cái plugin từ các cái trang web về, sau đó chúng ta tải plugin và cài đặt ở đây, chứ nó sẽ không có ở đây đâu. Rồi sau khi cài plugin xong, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WooCommerce. Thì ở trong cài đặt WooCommerce thì có rất là nhiều những chức năng cài đặt. Chúng ta vào WooCommerce, chúng ta vào cài đặt. Tại đây, tại cái dòng địa chỉ, chúng ta nhập địa chỉ cửa hàng, thành phố, quốc gia và mã bưu điện. Kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ nhập phần, chúng ta chuyển tiền tệ từ đô la sang Việt Nam đồng. Sau đó chúng ta chuyển sang về phần thanh toán. Tại thanh toán thì chúng ta mở chức năng là trả tiền mặt khi nhận hàng ở đây. Sau đó chúng ta bấm lưu thay đổi. Sau đó chúng ta tiến hành vào sản phẩm để đăng sản phẩm. Khi vào sản phẩm, chúng ta sẽ thấy xuất hiện tất cả các sản phẩm mà chúng ta đã đăng. Thì ở đây chúng ta có quyền sửa chữa, sửa nhanh, xóa bỏ, xem và sao chép. Và đồng thời chúng ta thấy cái ID của website của sản phẩm này. Để thêm mới sản phẩm, chúng ta bấm vào nút thêm mới hoặc là chúng ta vào mới, sau đó chúng ta vào sản phẩm. Tại đây chúng ta nhập tên sản phẩm ở đây. Sau đó chúng ta nhập về mô tả sản phẩm. Sau đó chúng ta xuống phía dưới này, chúng ta có mô tả ngắn của sản phẩm. Thì mô tả ngắn sản phẩm thì thường nằm bên tay trái của ảnh sản phẩm và trên nút mua hàng. Còn mô tả sản phẩm này thì nó nằm phía dưới nút mua hàng.
Sau đó chúng ta nhập vé ở đây. Và sang bên tay phải này chúng ta sẽ nhập ảnh sản phẩm ở đây. Và nếu mà chúng ta có nhiều ảnh sản phẩm thì chúng ta thêm vào album. Về danh mục sản phẩm thì chúng ta chọn danh mục sản phẩm theo ý của mình. Nếu mà chưa có danh mục sản phẩm ở đây, chúng ta bấm thêm danh mục mới, hoặc là chúng ta vào danh mục để chúng ta thêm mới và chỉnh sửa, xóa bỏ danh mục ở đây. Cũng tương tự như danh mục sản phẩm thì chúng ta có từ khóa và các thuộc tính thì chúng ta cũng có thể vào để chỉnh sửa ở đây. Kéo xuống phía dưới cái phần mà từ khóa sản phẩm thì chúng ta sẽ nhập từ khóa sản phẩm, sau đó chúng ta bấm đăng thì việc đăng sản phẩm hoàn tất. Khi mà đăng tất cả các sản phẩm xong, chúng ta chuyển sang phần trang. Trong phần trang thì chúng ta còn có lưu ý một vài lưu ý nhỏ. Thì chúng ta có trang cửa hàng. Cửa hàng, giỏ hàng, tài khoản, thanh toán. Thì đây là bốn cái trang do Login WooCommerce tạo ra. Thì bốn cái trang này chúng ta chỉ có thể sửa tên, sửa đường link, thay đổi ảnh đại diện. Chúng ta không thể nào xóa bỏ các cái trang này. Nếu mà xóa bỏ các cái trang này thì WooCommerce sẽ không bán được hàng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tạo các cái trang mới theo nhu cầu của bản thân mình, bằng cách là chúng ta bấm vào nút thêm mới, hoặc là chúng ta vào mới, sau đó chúng ta bấm vào trang. Rồi tại đây thì chúng ta nhập vào tên trang và phía dưới thì chúng ta nhập vào nội dung của trang. Rồi sẽ nhân tiện đây thì chúng ta sẽ làm quen với chức năng hỗ trợ SEO. Thì chúng ta vào, chúng ta nhập cái từ khóa của cái trang này ở đây. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta thấy là kết quả trên di động và kết quả trên máy tính. Tại đây chúng ta sẽ thay đổi các thành phần để mà cho nó chuẩn SEO. Thì trong cái phần phân tích SEO là phần quan trọng. Chúng ta sẽ xem thấy là có các cái màu đỏ là chứng tỏ SEO bị các lỗi về SEO, thì chúng ta cần tối ưu các lỗi này cho nó chuyển sang màu xanh, thì lúc đó thì SEO thành công. Chúng ta chuyển sang cái phần ba bên tay phải này, nó có cái menu là trang. Chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ nhập ảnh đại diện, hoặc là chúng ta bổ sung cái phần mô tả và rút gọn. Xong chúng ta sẽ bấm đăng thì việc đăng trang thành công. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang, chúng ta mở sang một cửa sổ mới. Tại đây chúng ta muốn thay đổi tên công ty hoặc là thay tên công ty bằng cái logo xuất hiện ở đây thì như thế nào. Chúng ta bấm vào tìm biến ở đây. Trong phần tùy biến thì chúng ta bấm vào cây bút chì ở đây. Ở đây chúng ta sửa tên công ty theo ý của mình, hoặc là thay đổi khẩu hiệu theo ý của mình. Và chúng ta tải logo lên ở đây. Nếu mà chúng ta muốn ẩn cái tên công ty thì chúng ta ẩn tên công ty ở đây. Sau đó chúng ta bấm lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ tạo menu. Để tạo menu chúng ta vào WordPress. Rồi chúng ta vào giao diện, chúng ta vào menu. Rồi tại đây chúng ta nhập một cái tên menu mà chúng ta cần tạo, sau đó chúng ta bấm tạo ở đây. Khi lưu ý chúng ta tạo menu thì chúng ta cần chọn vị trí hiển thị thì menu mới xuất hiện. Sau khi tạo menu xong, chúng ta thêm các thành phần vào trong menu. Thì các cái thành phần vào trong menu thì chúng ta có thể thêm các thành phần như là trang, bài viết, sản phẩm, liên kết tự tạo, chuyên mục, thẻ, danh mục sản phẩm, từ khóa sản phẩm và các điểm
cuối kết nối WooCommerce, rồi chúng ta bấm thêm vào điều chỉnh các cái thành phần ở trong menu bằng việc kéo vào, kéo lên, kéo xuống để tạo ra các cái menu cấp 2, hoặc là kéo lên, kéo xuống để thay đổi vị trí của menu. Sau đó chúng ta bấm lưu. Sau khi lưu xong, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ tiến hành đưa tất cả các cái sản phẩm xuất hiện trên trang chủ của website. Thì chúng ta vào cài đặt. Chúng ta vào đọc. Về tại đây chúng ta sẽ chọn là một trang tỉnh. Rồi sau đó chúng ta chọn nó là trang cửa hàng. Và trang bài viết thì chúng ta chọn là trang bài viết. Sau đó chúng ta bấm lưu thay đổi. Tại đây thì có một chức năng cũng quan trọng, đó là hiển thị với công cụ tìm kiếm. Nếu mà chúng ta chọn cái phần này, tức có nghĩa là chúng ta đã chặn cái công cụ tìm kiếm Google thu thập dữ liệu trên website của mình. Thì sau khi website hoàn thành thì chúng ta nên bỏ chọn cái phần này. Cái phần này nó chỉ phù hợp khi mà chúng ta đang trong quá trình thiết kế website thôi. Sau đó chúng ta bấm lưu thay đổi. Và bây giờ thì chúng ta đã có được một cái website. Nếu mà các bạn làm theo hướng dẫn của mình tới thời điểm này thì các bạn đã có được một website như các bạn thấy ở trên màn hình. Rồi thì giờ đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái thành phần còn lại của giao diện admin. Thì về Sidekicks thì đây là cái phần mà kết nối website với công cụ của Google. Thì tại đây thì chúng ta sẽ bấm vào kết nối. Nếu mà chúng ta tạo các cái tài khoản ở trên Sidekicks như là Google Analytics và Google Console, Google Tag, thì chúng ta bấm vào kết nối ở đây. Chúng ta bấm vào kết nối thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ kết nối với Google. Thì ưu điểm của việc kết nối với Google đó là chúng ta sẽ thấy được các cái dữ liệu về người dùng người ta đổ về cho website của mình. Đó. Rồi chúng ta chuyển sang về chức năng bài viết. Để tạo, khi mà chúng ta vào bài viết, chúng ta thấy tất cả các bài viết ở đây. Tại đây chúng ta có thể chỉnh sửa thùng rác và xóa bỏ các cái bài viết mà chúng ta muốn. Và để thêm mới bài viết thì chúng ta vào bấm vào nút bài viết bài mới ở đây, hoặc là chúng ta mới xong đó chúng ta bấm bài viết. Thì chúng ta bấm vào sửa, chỉnh sửa để xem thử là trong cái giao diện tạo bài viết mới thì nó như thế nào. Thì ở tại đây chúng ta sẽ thấy là nhập tiêu đề của bài viết, và phía dưới thì chúng ta nhập nội dung của bài viết. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang khi mà nhập bài viết tiêu đề và nội dung. Sau đó chúng ta qua bài viết. Tại đây chúng ta sẽ kéo xuống phần chương mục. Chúng ta sẽ chọn chương mục bài viết theo ý của mình, và chúng ta nhập thẻ từ khóa cho bài viết. Bên cạnh đó thì chúng ta nhập ảnh đại diện của bài viết. Và ở phần tóm tắt thì chúng ta tóm tắt cái nội dung của bài viết. Trong phần thảo luận thì chúng ta có thể cho phép bình luận hay không. Và cái phần pin back và track back thì chúng ta có cho phép hay không, thì chúng ta chọn ở hai phần này. Sau khi ấy xong, chúng ta nhập các cái nội dung xong thì chúng ta bấm đăng ở đây. Rồi trong cái phần media, đây là nơi chứa tất cả các cái tập tin của trên website về hình ảnh. Các cái tập tin này là trong quá trình mà chúng ta sử dụng website WordPress, chúng ta đăng tải các cái tập tin này lên website thì hình ảnh nó sẽ xuất hiện lên ở đây. Chúng ta không nên xóa các cái hình ảnh này, bởi vì nếu chúng ta xóa các hình ảnh này thì sẽ ngay lập tức thì các cái vị trí hiện tại hình ảnh nó sẽ bị mất đi. WordPress nó sẽ cho phép chúng ta tải lên về hình ảnh, audio, video, tài liệu, bản tính. Để tải mới các hình ảnh lên, chúng ta vào thêm mới ở đây. Rồi chúng ta chuyển sang phần phản hồi. Đây là nơi xuất hiện tất cả các cái bình luận ở trên website của mình. Thì tại đây chúng ta có thể xóa bỏ
thơ mới bình luận. Nếu mà một cái bình luận gọi là spam trên website của mình thì chúng ta liệt, chúng ta chọn nó, đánh dấu nó là spam, thì website sẽ nhớ và sẽ không cho phép người này là spam trên website của mình nữa. Rồi, chúng ta chuyển sang cái phần form liên hệ. Trong cái phần form liên hệ sẽ xuất hiện tất cả các form mà chúng ta sử dụng ở trên website. Thì ở đây chúng ta có thể sửa, sao chép. Để tạo mới cái form, chúng ta bấm tạo mới form. Khi chúng ta cài đặt Google Merge thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện 4 cái menu Google Merge, sản phẩm, analytics, tiếp thị. Thì chúng ta chỉ sử dụng hai cái menu đầu tiên, đó là Google Merge và sản phẩm. Còn cái analytics và tiếp thị thì hầu như chúng ta không sử dụng. Chúng ta chuyển sang phần thành viên. Trong phần thành viên thì chúng ta sẽ tạo các thành viên theo ý muốn của mình. Có rất là nhiều những cái thành viên khác nhau. Thì chúng ta sẽ tạo các thành viên. Ví dụ như là thành viên có chức năng là Sales Editor, Sales Manager, quản lý cửa hàng, khách hàng, thành viên đăng ký, cộng tác viên, tác giả, biên tập viên và quản lý. Chúng ta bấm thêm mới người dùng ở đây. Chúng ta chuyển sang phần công cụ. Trong phần công cụ của WordPress thì chúng ta sẽ thấy có hai công cụ quan trọng, đó là công cụ xuất dữ liệu và nhập dữ liệu. Dữ liệu ở đây là dữ liệu về bài viết, hình ảnh, sản phẩm, trang. Chuyển dữ liệu ở đây là chúng ta chỉ có thể chuyển dữ liệu từ website WordPress này sang website WordPress khác, hoặc là chúng ta xuất ra các file dữ liệu và chúng ta chỉnh sửa dữ liệu theo ý của mình, sau đó chúng ta nhập dữ liệu vào một cái database nào khác trên một website khác. Chúng ta sẽ chuyển sang phần cài đặt và chúng ta đi thẳng vào phần Structure. Chúng ta bấm Click Here ở đây. Structure là một ứng dụng cho phép chúng ta chat trực tuyến với khách hàng, online với khách hàng. Để kết nối Structure với lại một cái ứng dụng Structure thì chúng ta vào website structure.to. Thì tại đây chúng ta sẽ tạo một tài khoản trên user, tài khoản trên website Structure. Thì chúng ta tạo một tài khoản trên website Structure xong, chúng ta quay lại với website của chúng ta. Chúng ta sẽ nhập cái email và password mà chúng ta vừa mới tạo trên website Structure. Thì chúng ta bấm đăng nhập. Thì khi mà chúng ta đăng nhập xong thì chúng ta sẽ chat trực tiếp với khách hàng. Để chat trực tiếp với khách hàng thì làm thế nào mà để chúng ta chat với khách hàng? Thì chúng ta chat với khách hàng bằng cách là chúng ta đăng nhập vào cái giao diện admin trên cái website Structure này. Chúng ta sẽ thấy được các thông tin của khách hàng, ví dụ như tên, số điện thoại, email và nội dung chat của họ. Và hoặc là chúng ta cũng có thể đăng nhập trên ứng dụng Structure trên thiết bị di động của mình, sau đó chúng ta chat với khách hàng. Thì nếu lỡ mà chúng ta bỏ lỡ cuộc chat với khách hàng thì như thế nào, thì Structure này sẽ gửi email cho chúng ta và báo cho chúng ta là nội dung cái cuộc hội thoại và thông tin của khách hàng. Từ đó chúng ta gọi lại với khách hàng để tư vấn cho họ. Rồi sau đó chúng ta chuyển sang phần Guest. Khi trong quá trình thiết kế website thì chúng ta tắt nó đi, và khi website hoàn thành thì chúng ta mở nó lên, rồi chúng ta bấm lưu lại. Chúng ta chuyển sang phần Your Sale. Tại Your Sale thì chúng ta bấm vào cấu hình lần đầu, rồi chúng ta sẽ trải qua 5 bước cấu hình. Thì các bạn cũng dễ dàng cấu hình. Thì Your Sale sẽ hỏi về logo, tên công ty của mình là cá nhân hoặc là doanh nghiệp, và các cái đường link về mạng xã hội. Đó thì chúng ta nhập cho Sales York để Sales York cải thiện điểm số sale cho mình. Chúng ta chuyển sang phần AMP. AMP thì chúng ta vào cái phần Open Wizard. Tại đây chúng ta bấm vào tiếp tục. Chúng ta bấm chọn là Non Technical.
Rồi sau đó chúng ta bấm tiếp tục. Chúng ta chọn là Reader, chúng ta bấm tiếp tục. Cái phần thêm thì chúng ta chọn là AMB Legacy, chúng ta bấm tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ bấm đóng lại ở đây. Như vậy là chúng ta vừa mới cài đặt AMB thành công cho website. Chúng ta chuyển sang để thay đổi cái nút gọi ở góc trái màn hình. Chúng ta thay đổi số điện thoại theo ý của mình, Zalo, Viber. Như vậy là mình vừa mới trình bày về làm thiết kế website nội thất xong cho các bạn. Thì ở đầu video thì mình có nói về cách thức hoạt động của Google và các hình thức marketing để tìm kiếm khách hàng online. Và mình đã nói về các cái thành phần của website sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về website. Và cuối video thì mình đã có trình bày về hướng dẫn các bạn thiết kế website và kinh doanh nội thất, xuất hiện tất cả sản phẩm ở trên trang chủ. Thì mình hy vọng cái video này hữu ích các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, hoặc là các bạn thể hiện sự quan tâm của các bạn trong cái video của mình thì các bạn bình luận phía dưới video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.